chân gà nướng chấm mắm me. Cuối tuần vợ mình cứ thèm chân gà là phải ra ba cái chân gà nướng về ăn, mà ăn đâu đã thèm. Hôm nay mình đi siêu thị Bách Hóa Xanh mua 6 cái chân gà giá 30k về ướp sa tế tôm, rồi nướng ăn cho sướng miệng. Trong vườn có sẵn củi khô, chỉ việc nhặt và đốt lên, thế là có than củi để nướng chân gà. Mùa nắng này củi khô đến nổi đốt phát là cháy, nên mình cũng không cần phải sử dụng đến xăng dầu hay củi thông. Tối nay Buôn Ma Thuột công nhận trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 21 độ C, càng gần sáng trời càng lạnh nữa. Không khí này tầm giờ này năm ngoái, mình đang nấu nồi bánh chưng xanh với đứa em. Mình và vợ rất hay thích ăn đồ nướng, như cá nướng, thịt nướng, chân gà nướng. Trong lúc mình nướng chân gà thì vợ đang làm món sốt me chua ngọt để chấm món này. Thường cuối tuần nào, hai vợ chồng tự thưởng cho mình bữa ăn đơn giản mà rẻ tiền kiểu như này. Vừa nhâm nhi chân gà, vừa xem bộ phim chiếu rạp mấy năm trước chưa xem, cảm giác ấy hơn cả đi xem phim ở rạp nữa anh em ạ. Chân gà ướp sa tế tôm mất 30 phút, nướng than tầm 30 phút là có ăn rồi nhen. Chỉ cần chịu khó một tí là có đồ ăn ngon. Hôm trước lười nhen củi, đem chân gà bỏ lò điện, nướng thế rồi biết sao không cả nhà. Chân gà thì chín nhưng khô chỉ còn da, nó kiểu như da con ếch mà bỏ phơi nắng mấy tháng. Nhai kiểu như nhai khô mực không có chút thịt, không mùi vị, càng ăn càng muốn bỏ. Mà lỡ mua lỡ nướng rồi, cũng cố ăn chứ bỏ đi thì phí phạm. Cuối cùng một mình vợ tôi chén hết đĩa chân gà mà lòng không thấy ngon lành gì. Nay chân gà nướng than củi nhìn ngon và hấp dẫn hơn quá nhiều. Công đoạn làm chân gà khi mua về hơi vất vả chỗ, chặt móng và tách đôi cái chân ra để gia vị ngấm vào thịt. Trước giờ vợ mình thích làm chân gà xả tắc, làm xong vợ mình tự xử một mình luôn. Còn món này mình thích ăn hơn chân gà xả tắc, bởi vì chân gà nướng lên nó ngon ngon thế nào ấy. Có thêm chai rượu nho nhâm nhi thì đúng bài. Vợ mình toàn hỏi mình sao anh siêng thế. Tôi nói, anh không siêng làm sao có đồ ăn ngon. Đấy nhậu phải đầu đủ thế này, chứ thiếu dưa leo cũng phải chạy đi mua, hết tương ớt cũng phải đi mua, rau thơm ông bà nội trồng trước cổng chỉ. Việc ra hái về rửa thế là đủ bộ chưa anh em. Giờ thì thưởng thức món chân gà nướng, chấm mắm me và xem phim thôi nào. Chúc anh chị em cuối tuần vui vẻ nhé.